Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Phạm Hải Sinh, mình đến từ Vân Đồn, Quảng Ninh. Hiện mình đang học tại 93 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân. Thầy giáo giảng dạy rất là nhiệt tình, cơ sở thì đầy đủ vật chất. Em biết đến trường dạy nghề Thanh Xuân qua Facebook. Sau khi em ra trường thì em sẽ đi làm, trao dồi kiến thức và tích lũy kinh nghiệm, sau đó và sẽ mở cửa hàng. Nếu các bạn nào muốn học thì vào học thì xin liên hệ qua Facebook trường dạy nghề Thanh Xuân 93 Nguyễn Tuân.